Xin chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, xe đẹp cũng đã về với đội của anh em Bắc Ninh rồi đấy ạ. Vâng, trên màn ảnh mà quý vị và các bạn đang xem đó chính là một chiếc xe ở cái phân khúc hạng A, đó chính là chiếc Suzuki Celerio. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và đã lăn bánh được hơn 1 vạn km rồi. Vâng, thưa quý vị. We'll be right back.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.